Dù từng dẫn dắt khá nhiều chương trình cùng Trường Giang và Đại Nghĩa, nhưng trong chương trình Giọng Ca Bí Ẩn, Harry Won lần đầu tiên làm MC cùng ông xã của mình là Trấn Thành. Đây là một chương trình hoàn toàn mới với sự tham gia của nhiều khách mời như diễn viên Băng Di, Sam, nhóm Zero Nine. Chính tại buổi ra mắt chương trình, Harry Won lần đầu tiên tiết lộ lý do đến tận bây giờ mới dám nhận lời làm MC chung với ông xã. Lần đầu tiên em làm chương trình này với ông xã em, làm MC thì thật sự mà nói thì em rất là bị áp lực. Em làm việc chung với anh Trường Giang không áp lực, làm việc chung với anh Đại Nghĩa không áp lực, nhưng làm việc chung với Trấn Thành là em rất áp lực. Nhưng mà lúc đầu thì chồng em cũng biết em phải nói như vậy, em phải nói như này nè, nói vậy cho phong phú nè, nói vậy hoài không có hay ho gì hết. Và anh ấy muốn được nhiều cái nó phải hoàn hảo hơn, phải nó cái gì nó duyên dáng hơn. Em rất là bị chịu cho lệnh. Em năn nỉ chồng em luôn là: chồng ơi, cho em thời gian xíu, cho em 2 tập đầu, cho em qua đi, em thích nghi rồi thì lúc đó anh muốn nói gì nói. Rồi sau đó thì Harry cũng căng quá và anh ấy cũng biết là Harry bị áp lực nhiều thì từ từ giãn ra. Buổi ra mắt vắng mặt Trấn Thành, nhưng Harry Won vẫn chứng tỏ sự hoạt ngôn của mình. Đặc biệt cuối chương trình, nữ ca sĩ cùng Băng Di và Buka nhảy cực sung trong tiết mục của nhóm nhạc trẻ Zero Nine khiến hội trường bùng nổ.